Dạ vâng ạ, em Thuận tư vấn bán hàng salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị khách hàng nhá. Range Rover HSE sản xuất năm 2015, cuối 15 nhá. Form mới, model của 2016. Có cam 360. Đấy, có 4 camera thôi, nhưng mà nó là sẽ mô phỏng cam 360 thay vì những cái các phiên bản 5 camera và chỉ hỗ trợ từng phần từng góc nhá. Đấy. Đèn pha rất lớn và có bi LED luôn này quý anh chị quý hàng này. Có bi LED. Đấy, với đường kính phi 70. Có giải LED định vị ban ngày và đèn xi nhan. Tích hợp luôn xi nhan quý anh chị quý hàng nhá. Có rửa pha thông minh. Cảm biến quanh xe. À, chiếc xe này hiện tại thì đã được nâng cấp lên bộ la răng của phiên bản SV Autobuy 2021, được sơn đen bóng. Đấy, theo phong cách full black nhá. Xi nhan LED tích hợp trên gương và có camera trong bộ camera 360. Key let go cho cả bốn cánh cửa. Đó. Và tham quan luôn một chút về không gian nội thất nhá quý anh chị quý nhà nhá. Ghế chỉnh điện rất nhiều hướng luôn. Có bơm lưng ghế và bơm mông. Nhớ ghế 3 vị trí. Đó. Nội thất này ốp gỗ đen bóng này. Đấy, có bọc viền có kim loại này. Đấy, khu vực hộc đầy đồ rất nhiều luôn. Ở đây cũng có hai cốp nhá. Đấy, cũng có hai cốp nhá, cốp dưới và cốp trên, hai cốp phụ. Đó, tuyệt vời cho quý anh chị quý nhà. Màn hình cảm ứng 7 inch. Đó. Nội thất ốp gỗ, cần số lốm xoay thụt thò rất nhiều, chế độ chạy có giảm sóc, nâng hạ gầm. Đấy, có hỗ trợ đổ đèo ngang dốc. Đó. Tuyệt vời chưa? Vô lăng thì tích hợp phím, có lẫy chuyển số thể thao. Đó. Đèn và gạt mưa thì là auto tự động. Xe có điều khiển giọng nói, đàm thoại dành tay, set cruise control. Đấy, tăng giảm âm lượng. Âm thanh loa thương hiệu Meridian nhá quý anh chị quý nhà nhá. Range Rover rất là tin dùng. Đấy, cửa hết xịn sò, bậc lên xuống thụt thò. Tuyệt vời chưa? Đây, hàng ghế sau cũng rất là rộng này. Đấy, bậc là tự động thụt thò ra nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đó. Mới, đẹp và tuyệt vời chưa? Đây. Điều hòa tự động 4 vùng nhá quý anh chị quý hàng nhá. Và có hai cái màn hình gối đầu phía đằng sau này. Đó. Đấy, có thể xem được video rất là sống động luôn. Đấy, rất là sống động luôn nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đó, có cửa sổ trời toàn cảnh. Đó. Có bệ tì tay có thể nâng lên hạ xuống tại đây. Đấy, khu vực để cốc. Tuyệt vời cho quý anh chị quý hàng. Ngồi trong xe mà nghe nhạc. Đấy, xem video. Có một ly nước ở đây nữa để nhâm nhi thì rất là tuyệt vời. Đó. Đây. Đóng cửa thì đầu tiên là cửa hít này. Sau đấy là bật lên này. 1, 2, 3, 4. Đấy, 4 giây thôi. Loanh quanh là nó tầm 3 giây. Nhưng mà tại vì là em đọc nhanh thôi. Đấy, có đèn phanh trên vây gió. Cốp mở hai lửa vỏ sò. Đấy, cốp sạch chưa quý anh chị quý hàng? Rất sạch luôn. Đấy, cốp rất sạch luôn nhá quý anh chị quý hàng nhá. Cái lì nhung tuyết này là còn như mới. Với cái khoang để đồ như thế này thì chúng ta có thể để được thoải mái với hai bộ cốp. Đấy, thoải mái với hai bộ cốp luôn. Đó. Tuyệt vời. Và đóng cốp này, đóng cốp thì chúng ta chỉ dùng một nút bấm thôi. Đấy là hai lửa vỏ sò là tự động. Tự động. Đó. Đấy. Hai lửa vỏ sò là tự động. Vào nhá. Đấy, cái form đèn này rất là đẹp nhá. Thực sự bây giờ là năm của 2022 rồi nhưng cái form đèn này còn rất đẹp, rất là cuốn hút ạ. Đó. Chiếc xe này sở hữu cái động cơ 3.0 lít nha quý anh chị quý hàng nhá. Đó, đủ dùng. Chạy phố hay là đường trường đều thoải mái luôn. Đó. Nó sẽ không quá nặng lề như chiếc 5 chấm và nó cũng giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó. Thực sự mà nói thì vẫn là đẹp đúng không quý anh chị? Rất đẹp luôn, rất đẹp. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì không có xe không rất nhiều chiếc xe là cũng không thể sánh được bằng. Đó. Hiện tại thì em đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng chiếc xe này với mức giá 3 tỷ
80 triệu đồng. Quý anh chị quý hàng có nhu cầu quan tâm nhấc máy liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc là qua cửa hàng ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội và em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video ạ.